chúng ta cùng gặp gỡ nhà thiết kế Nguyễn Minh Công Việt Nam. Ladies and gentlemen, let's welcome designer Nguyễn Minh Công Việt Nam. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng nhìn ngắm lại bộ sưu tập tràn đầy cảm xúc được mang tên Về Nhà Úc Ơi. Ladies and gentlemen, let's welcome back the emotional look from Come Home, My Little Dear collection from designer Nguyễn Minh Công. Cảm ơn phần biểu diễn rất tuyệt vời của các người mẫu đã góp phần thành công cho bộ sưu tập rất đặc biệt này. Về Nhà Úc Ơi! Come Home, My Little Dear collection from designer Nguyễn Minh Công, Việt Nam. Chúng tôi muốn lắng nghe một tràng pháo tay nữa dành tặng cho Nguyễn Minh Công. We want to hear another big round of applause for our collection of designer with Minh Công, ladies and gentlemen. Kính thưa quý vị, Nguyễn Minh Công cùng Về Nhà Úc Ơi đã khép lại đêm diễn thứ 3 của AVIFW tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam xuân hè mùa thứ 15. So my dearies, it's time to go home. The collection has closed the third night of AVIFW Vietnam International Fashion Week Summer 2023. Chúng ta vẫn sẽ còn một đêm.